Rồi, xin chào bạn. Apex 2 Pro ha, một trong những con đồng hồ GPS đáng mong chờ nhất của năm 2022. Lúc đầu thì mình tưởng là Coros họ không ra mắt mẫu đồng hồ mới nào trong năm nay luôn. Nhưng mà may quá, tháng 11 thì họ đã ra mắt cùng một lúc hai mẫu là Apex 2 và Apex 2 Pro. Thì Apex 2 Pro là dòng cận cao cấp của nhà Coros. Nó có tất cả những phần cứng xịn nhất, mới nhất, những tính năng mới nhất được trang bị. Và nó có một cái giá bán rất hợp lý cho người dùng tiếp cận. Mình có thể dễ dàng khẳng định đây là một trong những con đồng hồ GPS đáng tiền nhất mà các bạn có thể mua được hiện nay trên thị trường. Vậy thì cụ thể nó được nâng cấp những gì, thay đổi ngoại hình ra làm sao, có cái gì khác so với thế hệ trước? Mời các bạn hãy cùng theo dõi trong video trên trang này của mình. Đầu tiên là mình sẽ nói sơ về cái hộp và đóng gói của Coros Apex 2 Pro ha. Chúng ta sẽ có một cái hộp tổng thể được mạ bạc như thế này. Mặt trước là in hình của chiếc đồng hồ. Và các bạn lưu ý là cho dù các bạn mua phiên bản màu nào thì cái hình này nó cũng đều là màu bạc hết. Bên trong thì nó có thể là màu đen hoặc là màu xanh lá cây. Chúng ta phải nhìn cái mã phân phối thì mới biết được. Bản chính thức ha, giá bán chính hãng là 13.600.000. Con đồng hồ này có kích thước mặt là 46mm, kích thước bản dây là 22mm. Màn hình là 1.3 inch và chỉ nặng có 53g thôi. Và mặt sau thì nó sẽ có một số thông tin cơ bản của con đồng hồ này. Những thông tin nổi bật nhất như là chip GPS băng tần kép nè, pin bình thường 30 ngày, GPS 75 tiếng là cao hơn rất nhiều so với thế hệ trước ha. Thế hệ trước chỉ được khoảng 40 tiếng thôi. Cảm biến tim thế hệ thứ hai hứa hẹn là đo đạt chính xác hơn rất là nhiều. Bản đồ để sử dụng cho việc tracking thám hiểm mạo hiểm toàn thế giới, hay còn gọi là topo map và elevation map. Màn hình hiển thị là 1.3 inch, kính sapphire, hỗ trợ các chế độ tập luyện và nhiều môn thể thao khác nhau. Đó, sơ bộ là như vậy. Hộp thì rỗng ha, tại vì mình đã lấy cái đồng hồ ra rồi. Đây, bên trong nó sẽ còn một cái hộp nữa, thì cái hộp này nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều. Cái hộp này nó đóng mở cái nắp kiểu như thế này. Đó, bằng giấy thôi, nhưng mà Coros thiết kế cái kiểu nhìn rất là cao cấp và rất là đã. Mình rất là thích ngôn ngữ thiết kế của Coros từ xưa đến giờ rồi. Bên dưới là một vài thông tin về hãng. Mở ra chúng ta sẽ có tệp sách hướng dẫn sử dụng, giấy tờ và một vài sticker vui vẻ. Đặc biệt năm nay đối với các con Apex 2 Pro, chúng ta sẽ có một tấm hình của Kilian Jornet, hiện đang được gọi là ông vua của đường chạy trail ha. Với những thành tích đường chạy địa hình có thể nói là bất khả chiến bại luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy ngay nhân vật chính của chúng ta, chiếc Apex 2 Pro. Thực tế là mình đã phải mở hộp ra để mình khởi động và mình chạy thử một vài tính năng rồi. Mình sẽ nói về cái nhân vật này sau ha. Rồi, tạm thời để qua một bên. Bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái ngăn ở dưới cùng nữa. Thì mình nghĩ là nó được dây sạc thôi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có một cái dây sạc tiêu chuẩn từ xưa đến giờ của Coros. Coros chưa từng thay đổi chuẩn sạc của họ ha. Chỉ có một chuẩn duy nhất và sử dụng xuyên suốt từ xưa đến giờ. Mình thì mình không có dùng cái dây sạc này vì mình có một sợi sạc keychain rất là đẹp. Bây giờ là đến nhân vật chính của chúng ta ha. Điều đầu tiên đập vào mắt người dùng đó là sợi dây, chứ lại không phải là cái thân vỏ của con Apex 2 Pro. Sợi dây của Apex 2 Pro năm nay được Coros bán ra sẵn là sợi dây dù, chứ không còn là sợi dây cao su như những năm trước. Và sợi dây này thực sự rất rất là đẹp. Nó có thiết kế là màu hơi xám một tí chứ không phải là đen. Hai viền của hai dây dệt hai màu khác nhau, một bên màu xám và một bên màu đỏ. Ở bên trên thân dây còn có chữ Explore Perfection, khẩu hiệu của Coros từ xưa đến giờ. Và sợi dây này được làm rất là dày dặn và rất là đẹp. Nó là dạng sợi nylon loop, chứ gọi nó là sợi dây dù thì cũng không đúng ha, nylon loop. Và nếu các bạn có xem các video trên tay các đồng hồ thể thao và trên tay các cái dây đeo Apple Watch thì mình đã từng khẳng định là đây là một cái sợi dây tốt nhất dành cho thể thao. Và nó dung hòa được cả cái việc đeo hàng ngày. Vì sao? Vì nó rất là thoải mái ha. Nó rất là dễ đeo, chúng ta sẽ đeo trên tay nhờ các lớp ni lông đan phồng lên mà nó sẽ rất là thoáng khí, rất là dễ chịu và rất là nhanh khô, dễ thoát nước. Và việc sử dụng cái cơ cấu loop như thế này nè, nó sẽ giúp chúng ta có thể điều chỉnh từng chút một. Tức là ban ngày chúng ta đi làm hay là chúng ta đeo trong sử dụng đời thường, chúng ta sẽ nới nó lỏng ra một chút đó cho nó thoải mái. Còn khi chúng ta chạy bộ, chúng ta cần sự chính xác của cảm biến tim thì chúng ta sẽ siết nó vào một chút. Và cái việc điều chỉnh này nó diễn ra rất là nhanh. Và sợi dây của Coros làm trên con Apex 2 Pro phiên bản màu đen của mình thực sự rất là đẹp, mình rất là ấn tượng luôn. Cái dây này thì nó có bản dây là 22mm ha, và nó có lẫy quick release rất là dễ dàng để nhấc nó ra và thay dây khác. Hơi đáng tiếc một chút xíu là Coros không có dùng cái ngà quick fit trên cái này, nhưng mà cái chất lượng sợi dây phần thân thì cũng đã rất là xịn rồi, mình rất là hài lòng. Các cái bản của Velcro rất là to và bám rất là chắc ha. Dây này nó dày dặn và nó đã hơn rất là nhiều so với sợi dây trên con Coros Play 2.
quá thích sợi dây cho nên nói hơi nhiều. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến cái đồng hồ. Cái đầu tiên mà chúng ta để ý đó là phần viền bezel đã được Coros thiết kế lại sạch hơn, gọn gàng hơn và nó đẹp hơn, trang nhã hơn so với thế hệ đầu tiên. Coros bỏ đi các khắc chữ tương ứng với các phím chức năng. Giờ đây là trên viền bezel chỉ còn lại các điểm khắc tương ứng với các chỉ giờ và chữ Coros trên thân. Rất là tinh tế. Và các bạn chú ý thì hai cái nút đèn và nút back cũng đã được làm thấp hơn, sát với thân hơn, chứ không có nhô cao như đời trước nữa. Chi tiết này nó làm cái đồng hồ đẹp và gọn gàng hơn rất là nhiều. Và nút digital knob được làm dày bản hơn. Coros giải thích cho cái việc này đó là họ muốn những người mà đeo găng tay, chơi các môn thể thao có đeo găng tay như là chơi các môn vào mùa đông hay là cần bảo hộ thì họ vẫn có thể dễ dàng xoay cái cụm nút này và bấm cái cụm nút này một cách dễ dàng. Khu vực lực thì rất là ngắn ha. Và phần thân cũng khoét lọ một phần để giúp cho sợi dây khi mà gắn vào thì nó nằm rất là sát với thân và giúp cho cái cụm này nó rất là gọn gàng. Các cái chi tiết được thiết kế rất là tỉ mỉ. Dùng cái ngàm quick release cho nên là Coros đã rất cẩn thận. Họ làm lỗ để cài chấu quick release là bằng kim loại luôn. Thì nó sẽ đảm bảo cho cái lớp này nó sẽ không bị gãy hay là không bị tổn thương trong thời gian dài, giúp cho cái dây đeo lúc nào cũng chắc chắn ở trên thân hết, không có sợ bị bung hay là bị rơi hay là bị đứt ra. Tiếp theo là đến phần mặt lưng. Mặt lưng thì chúng ta vẫn có hai thành phần là phần nắp lưng bằng titanium và cái phần cụm cảm biến tim. Giờ đây đã là nguyên một cái mảng kính rất là lớn. Đây là chi tiết nâng cấp đáng chú ý nhất và theo mình cũng là đáng giá nhất ở trên cái con Apex 2 Pro này. Ở trên cái thế hệ đầu tiên cũng như là các cái dòng đồng hồ trước thì Coros làm các cái cụm cảm biến tim khá là nhỏ ha, và họ chỉ khoét những cái lỗ chừa cho các cái mắt đọc thôi, còn cái khu vực cảm biến thì họ dùng nhựa hay là kim loại họ bọc lại. Cái điều này nó sẽ làm cho hiệu quả đọc nhịp tim nó không cao bằng cái việc là sử dụng nguyên cả một cái mảng kính lớn như thế này. Nếu như các bạn để ý thì cái ngôn ngữ thiết kế này nó rất là quen thuộc ha, nó gần giống với lại cái cụm cảm biến tim của Apple Watch. Và các bạn sẽ nhìn thấy hai khu vực trên dưới này chính là hai điện cực để giúp đo ECG hay là đo cái độ biến thiên nhịp tim. Lúc trước trên con Vertix 2, cái đồng hồ đầu tiên mà Coros trang bị cái tính năng đo điện tim á, thì họ trang bị toàn bộ là hai cái điện cực nó nằm ở hai trên viền bezel. Nhưng mà qua cái đời Apex 2 Pro này thì họ đưa một phần điện cực xuống dưới phần cảm biến tim và một cái điện cực còn lại là nó nằm ở nút digital knob. Đó, cách làm cũng hoàn toàn giống với lại Apple Watch. Cách tương tác và đo mà chạm kiểu như vậy nó sẽ thân thiện hơn khá là nhiều so với việc là chúng ta phải giữ một lúc hai ngón tay lên trên cái viền bezel. Bên cạnh thì chúng ta có chân sạc rất là quen thuộc truyền thống của nhà Coros. Phần thân vỏ này và cái phần viền bezel này, cả hai khu vực được làm từ titanium và theo như Coros cho biết thì họ sử dụng một cái lớp phủ PVD giúp cho phần viền bezel này và thân vỏ này có cái khả năng chống chày cao hơn nhiều lần so với lại các thế hệ trước. Điểm qua một số tính năng của cái con Apex 2 Pro này. Đầu tiên là chúng ta có một cái màn hình kích thước 1.3 inch lớn hơn so với thế hệ đầu. 1.3 là cái kích thước rất là thoải mái để chúng ta có thể coi các cái thông số thể thao cũng như là coi bản đồ khi mà chúng ta chơi các môn mạo hiểm hay là các môn địa hình rồi. Và đặc biệt nhất là năm nay Coros đã chăm sóc thị trường Việt Nam và lần đầu tiên họ bổ sung ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng ta không còn phải dùng tiếng Anh như trước nữa ha. Họ cũng chỉ mới hỗ trợ đâu đó khoảng 20 ngôn ngữ khác nhau thôi và trong đó chúng ta có tiếng Việt. Chứng tỏ là Coros khá là ưu ái thị trường của Việt Nam ha. Đây, mình đã có ngôn ngữ tiếng Việt rồi, rất là dễ hiểu. Một trong những ưu điểm mình rất là thích của Coros đó là họ cho phép chúng ta điều chỉnh cái chiều chúng ta đeo đồng hồ, tay nào hay là chiều của cái nút này như thế nào, khiến cho là cái người mà thuận tay trái hay thuận tay phải gì cũng đều có thể mang những cái đồng hồ của Coros một cách rất là dễ dàng. Tiếp theo đó là kích thước mặt đồng hồ lớn thì chúng ta có thể để rất là nhiều những cái mặt đồng hồ đẹp khác nhau. Một lần thì chúng ta sẽ có thể lưu 5 cái mặt đồng hồ ở bên trong đồng hồ chúng ta ha. Và chúng ta có thể thêm những cái mặt đồng hồ khác thông qua cái phần mềm của Coros. Vừa rồi là cái mặt đồng hồ mặc định của Apex 2 Pro. Còn mình cũng rất là thích cái mặt này. Đó, mặt này là Mont Blanc. Mont Blanc là một cái đỉnh núi. Ở đó có một cái giải đấu ao ước của tất cả những người mà yêu thích cái bộ môn chạy bộ địa hình. Rồi cái phải nói tiếp theo đó là cái chip GPS băng tần kép ha. Chúng ta sẽ có cái chế độ GPS thông thường hay còn gọi là GPS tiêu chuẩn. Thì ở chế độ này, cái con Apex 2 Pro này nó có thời lượng pin lên đến 75 tiếng nè. Có thể bắt GPS giúp chúng ta theo dõi đường hay là ghi lại đường chạy liên tục 75 giờ. Và chúng ta có chế độ tiếp theo đó là toàn bộ hệ thống vệ tinh. Đó có nghĩa là nó sẽ tìm và kết nối với toàn bộ hệ thống vệ tinh ở ngoài không gian cùng một lúc. Thì chúng ta sẽ có cơ hội bắt được nhiều tín hiệu GPS hơn. Cho nên là xác định vị trí nhanh hơn, chính xác hơn.
Và cái cuối cùng đó là vừa là toàn bộ hệ thống vệ tinh mà vừa là băng tần kép, vừa là L1 và vừa là L5. Đó thì pin nó sẽ là 26 tiếng. Thì cá nhân mình khuyên các bạn là trong cái sử dụng đời thường hàng ngày và trong cái chế độ tập thì chúng ta nên để chế độ tất cả các hệ thống vệ tinh và băng tần kép đây ha. Tại vì cái thời lượng mà chúng ta tập thể thao á, hàng ngày á, thì nó chỉ kéo dài khoảng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là nhiều thôi. Còn lại ở các chế độ sử dụng thông thường thì cái đồng hồ này nó không tốn pin rồi. Chỉ khi nào chúng ta đi thi đấu và cái cự ly chúng ta thi đấu nó dài thì chúng ta mới phải chỉnh qua các cái chế độ khác để nó kéo dài thời lượng pin như mong muốn thôi. Còn lại thì cứ để chế độ tốt nhất mà xài. Nó sẽ cho cái tốc độ bắt GPS nhanh nhất và cái kết quả đo chính xác nhất. Còn chính xác như thế nào thì mình sẽ thử nghiệm và mình chạy thử và mình sẽ chia sẻ thêm trong bài đánh giá chi tiết. Coros nói rằng ngoài cái việc mà chip băng tần kép thì họ đã thay đổi luôn cả khu vực mà bắt sóng, nó có lẽ là xung quanh này, thiết kế lại giúp cho khả năng bắt sóng tốt hơn 50%. Đó nên là mình rất là kỳ vọng với cái con Coros Apex 2 Pro này. Thực tế thì mình đã đi đến những khu vực khó bắt sóng và mình thử nghiệm thì mình nhận thấy là nó mất khoảng chừng 30 giây, 20 giây để nó nhận được tín hiệu GPS. Đó là một cái điểm cộng rất là ấn tượng rồi. Đó, nhưng mà thực tế mà bắt được rồi xong rồi track như thế nào thì phải thử nghiệm nhiều bài chạy hơn thì mới chia sẻ sâu hơn cho các bạn được. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có cái dữ liệu bản đồ cài sẵn ở trên đồng hồ ha. Topo Map, đó, mình hay gọi là bản đồ địa hình nhưng ở đây dịch ra tiếng Việt thì lại là bản đồ địa thế. Rồi bản đồ cảnh quan là cái bản đồ mà chúng ta hay thấy khi mà chúng ta sử dụng Google Map, nó gần tương tự như vậy. Một điểm chú ý khác đó là con Apex 2 Pro này nó cũng có bộ nhớ trong ha. Chúng ta có thể chép nhạc offline vào trong đồng hồ này và kết nối Bluetooth với các cái tai nghe không dây để mà nghe nhạc trong lúc chơi thể thao, rất là tiện. Nâng cấp mà mình nói là mình đánh giá cao nhất đó là cái cảm biến nhịp tim ha, cùng với lại cái việc thiết kế lại cục điện cực mà để đo điện tâm đồ. Mình rất là ấn tượng. Cơ bản là dữ liệu tim hàng ngày của mình cũng như chơi thể thao mà mình quan sát ở đây nó có tính liên tục và nó chính xác cao hơn so với cái việc mà mình xài cái con Pace 2 và cái con Apex Pro đời 1. Mình chưa có chơi thể thao được với con này vì mình mới nhận máy hôm qua thôi. Đó, cho nên mình chưa thể chia sẻ thêm được cái mức độ cập nhật, mức độ mà thay đổi dữ liệu nhịp tim trên đồng hồ so với thực tế thì nó như thế nào. Cái này thì mình sẽ chia sẻ thêm trong bài đánh giá chi tiết. Còn tiếp theo là về điện tâm đồ, mình sẽ tiến hành đo một cái cho bạn xem, kiểm tra HRV này, đó, ngồi thư giãn đúng tư thế của mình ha. Sau đó là mình chạm một ngón tay vào cái nút này là nó sẽ bắt đầu đo. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần giữ một ngón tay thôi, nó hoàn toàn giống với lại chúng ta đo ECG ở trên các Apple Watch. Đó. Còn trước đây là chúng ta phải giữ cả ngón tay cái ngón tay trỏ nữa. Thì khi mà cái đồng hồ đếm ngược này nè, nó được một phút xong là nó sẽ báo kết quả. Đó, còn các bạn thả ra thì nó sẽ không còn đo nữa mà nó sẽ bị báo lỗi. Một cái chi tiết thú vị khác mà mình phải chia sẻ với các bạn nhân dịp cái bài trên tay con Apex 2 Pro này đó là cái hệ thống cái giáo án tập luyện miễn phí của Coros trang bị. Thì chúng ta sẽ lên cái trang chủ của Coros ha. Chúng ta chọn training, trong đó có cái training plans. Đó là chúng ta bấm vào đó. Thì hiện nay là Coros đang cung cấp một lượng những cái giáo án miễn phí rất là phong phú, trong đó có những cái mà mình rất là thích, ví dụ như là chạy cự ly full marathon là 42 cây trong vòng 4 tiếng đến 4 tiếng 30 phút là cái ngưỡng thời gian mà yêu thích của mình, thực ra là khoảng 4 giờ 30 phút thôi chứ còn 4 tiếng thì sẽ rất là khó. Đó, rồi những cái giáo án half marathon cũng với cái lượng thời gian tùy biến thì chúng ta có thể tập luyện phù hợp với sức. Thì khi mà chúng ta chọn giáo án nào đó, chúng ta chọn vào Get It Now thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta đồng bộ vô cái tài khoản, chúng ta đăng ký cái tài khoản ha, thì nó sẽ chuyển giáo án đó vào tài khoản. Và khi mà trong tài khoản chúng ta có thì chúng ta sẽ vào bên trong cái phần mềm Coros ha, để chúng ta chuyển cái giáo án đó vào trong đồng hồ. Rồi sau khi mà đã chuyển cái giáo án vào đồng hồ thì chúng ta có thể coi cái giáo án đó hàng ngày luôn. Nếu như hôm đó có bài tập là nó sẽ hiển thị ra ngay, nó báo cho chúng ta biết là cái bài tập hôm nay là cái gì. Và chúng ta có thể coi cái lịch tập tổng quát ở trong menu đó, kế hoạch tập nè. Đó, ngày nào mà nó có bài tập là nó sẽ khoanh vàng lên. Và bài tập nó là cái gì? Chúng ta sẽ xem một cách cụ thể để chúng ta biết. Đó, ví dụ như mình xem cái bài tập ngày hôm nay của mình. Đó là khởi động 5 phút nè. Rồi chạy bộ 6,44 km trong cái ngưỡng nhịp tim từ 137 đến 156. Sau đó là thả lỏng, gọi là cool down đó. Là chạy chậm, nhẹ nhàng trước khi kết thúc bài tập 5 phút nữa. Đó, thì cái bài tập nó sẽ rất là rõ ràng. Nó đi theo một chế độ cài sẵn rồi. Thì cứ tới giai đoạn nào nó sẽ rung và nó kêu lên để chúng ta biết chúng ta chuyển bài tập.
và nó sẽ diễn ra xuyên suốt khoảng mười mấy tuần đó, cho đến khi kết thúc giáo án, là chúng ta sẽ đạt cái ngưỡng sức khỏe có thể đủ để đáp ứng thực hiện cái cự ly đó trong cái ngưỡng thời gian đó. Thì tất nhiên là cái giáo án nào nó cũng sẽ mang tính tương đối thôi, nó sẽ phụ thuộc vào cái ngưỡng sức khỏe của chúng ta, rồi cái mức độ tuân thủ trong cái giáo án, như là chúng ta có bỏ bài nào hay không, và nó liên quan đến chế độ dinh dưỡng nữa đó, và năng khiếu một chút xíu nữa thì nó mới quyết định đến cái kết quả cuối cùng. Tuy nhiên là có một cái giáo án để chúng ta tự tập theo thì nó đã tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về con đồng hồ Coros Apex 2 Pro này ha. Thực sự là những cái thay đổi và nâng cấp về ngoại hình, về tính năng, về phần cứng bên ngoài lẫn bên trong đều làm mình rất là hài lòng và mình rất là thích nó. Chỉ mới sơ bộ sử dụng nó thôi là mình đã thấy nó rất là đáng trong cái khoản giá tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Tuy nhiên thì để đánh giá chi tiết một cái con đồng hồ GPS thì nó có rất là nhiều thứ, độ chính xác về cảm biến tim, độ chính xác về tín hiệu GPS và cái độ nhanh, độ mượt trong cái việc sử dụng xuyên suốt đời thường cũng như tập luyện thể thao. Nó có rất là nhiều cái cho nên là không thể nào chia sẻ hết trong một video trên tay được. Cho nên chắc chắn mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết nữa sẽ gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất. Hãy cùng đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long đến từ tinh tế.vn.